Năm ngoái mình đã từng có review và chia sẻ cho các bạn về sức mạnh và hiệu năng của NV1, là một SSD rất là tốt của Kingston. Bên cạnh đó là P10P cũng rất là ngon. Theo như mình thấy, NV1 năm ngoái là một cái điểm chạm đầu tay dành cho những anh em nào mà muốn build máy tính giá rẻ nhưng mà hiệu năng vẫn phải ngon. Vậy trên bàn mình đây đang có một NV2. Chính xác ra nó là phiên bản kế nhiệm của cái NV1. Vậy thì năm nay với những nâng cấp mà Kingston gán lên trên con SSD này thì liệu các bạn có nên xuống tiền hay không, và cấu hình của nó tốt như thế nào, và có một vài cái điểm nào đó mà các bạn phải chú ý trước khi xuống tiền mua hay không, thì các bạn sẽ cần phải xem hết video clip này đó. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng bắt đầu thôi. Đầu tiên, để hiểu rõ về cái sự nâng cấp của NV2 so với NV1 thì các bạn sẽ phải hiểu rõ về thông số kỹ thuật của chúng. Ở đây mình sẽ điểm cho các bạn về những cái thông số kỹ thuật thay đổi của NV2. Đầu tiên là con này nó sẽ sử dụng controller đến từ Phison với mã là PS5021E21 để thay cho controller Silicon Motion với mã là SM2263XT năm ngoái. NAND flash bây giờ của chúng ta sẽ sử dụng là TLC 3D với 112 layer. Còn NAND flash trên NV2 năm nay sẽ sử dụng là NAND flash của Kioxia với 112 layer, và đây là NAND flash TLC 3D. Nếu như năm ngoái thì các bạn sẽ thấy được là NV1 sử dụng QLC ở trên những con từ 1T trở lên, còn những con thấp hơn thì vẫn sử dụng TLC. Và cũng tương tự như NV1 năm ngoái thì NV2 của chúng ta cũng sẽ không có DRAM cache, cho nên là các bạn thấy đó, mức giá thành của NV2 cũng sẽ dễ tiếp cận giống y chang như NV1 vậy. Với phiên bản 1T của NV2 thì bạn sẽ chỉ phải chi trả mức giá hơn 2 triệu đồng, còn đối với phiên bản 2T ở trên tay mình đây thì bạn sẽ chi trả mức giá hơn 4 triệu đồng mà thôi. Thì như mình thấy đây là mức giá rất dễ tiếp cận với những người dùng cần dung lượng cao SSD. Vậy thì hiệu năng của nó như thế nào và có những cái yếu điểm gì hay không, bạn sẽ cần xem kỹ phần sau của video clip này. Và để điểm qua cho các bạn cái cấu hình mà mình sử dụng để test con SSD Kingston NV2 này của chúng ta, là mình sử dụng một cái cấu hình tương đối là mới. Cụ thể ở đây thì mình sử dụng một con CPU là Core i5-13600K. Mainboard thì mình sử dụng là Rockstrip Z790A Gaming Wi-Fi D4. Bên cạnh đó thì bạn thấy là mình cũng sử dụng những con SSD với cái phân cấp cao hơn so với con này, kể về tốc độ đọc lẫn tốc độ ghi, là con KC3000, để mình có thể copy từ con SSD đó qua bên đây và copy ngược lại từ con này sang bên kia để cho băng thông con này được đảm bảo nhất có thể. Và bên cạnh đó thì mình cũng không có lưu win ở trong đây nha, mình sử dụng một ổ win khác là một con SN550 đến từ WD. Đó, vậy thì thông số kỹ thuật và quá trình test của mình diễn ra như thế nào? Đầu tiên, về cái bài test mà các bạn vẫn thường hay sử dụng nhất, đó là Crystal Disk Mark, thì thông số đọc ghi đang được hiện lên trên màn hình cho các bạn sau khi mình chấm điểm con NV2 này của chúng ta luôn. Cụ thể ở đây là mình sẽ đạt được 3.7GB trên giây với tốc độ đọc, còn tốc độ ghi là mình sẽ đạt được 2.7GB trên giây. Nếu bây giờ mà xét về mặt bằng chung của SSD Gen 4 á, thì bạn sẽ thấy đây là một tốc độ đọc ghi trung bình khá, chứ không phải là tốc độ đọc ghi quá cao, đúng không? Tuy nhiên, bạn nhìn vào cái phiên bản trước của nó là con NV1 thì bạn sẽ thấy được là NV1 nó chỉ đạt được khoảng 2000MB trên giây là max K với tốc độ đọc, còn tốc độ ghi nó khoảng 1700 thôi. Thì con này nó tăng đáng kể. Đấy, và khi mà mình sử dụng thực tế đối với con SSD này, tốc độ đọc và ghi khi mình chép dữ liệu vào trong đây và cũng như là copy dữ liệu sang một cái ổ khác thì nó cũng đạt được cái tốc độ gần như là tương đương so với những gì mà mình có chấm trên Crystal Disk Mark. Khá khen. Tuy nhiên, nếu bây giờ mà bạn nhìn vào đầu bài á, khi mà mình có giới thiệu con này sử dụng nên nhớ là TLC, thì bạn sẽ thấy nó khác so với NV1 ở chỗ NV1 sử dụng nên nhớ là QLC. Cho nên á, là khi mà bạn lưu dữ liệu vượt quá cái SLC cache của con này thì tốc độ nó vẫn sẽ vượt cao hơn so với con NV1 năm ngoái mà các bạn thấy. Tại vì năm ngoái á, con NV1 nó sử dụng nên nhớ là QLC, con này nó sử dụng nên nhớ là TLC. Cho nên á, đây là cái lợi điểm rõ ràng nhất mà các bạn có thể thấy được. Và cái lợi điểm so với NV1 hồi nãy á, lý do tại sao thì bây giờ mình sẽ phân tích cho các bạn nè. Với 400GB đầu tiên của con NV2 này thì các bạn sẽ đạt được cái tốc độ ghi tối đa sẽ lên trên 2.5GB trên giây. Và sau đó thì nó sẽ giảm xuống còn khoảng 600-700MB trên giây, tức là sau 400GB đầu tiên các bạn ha. Và sau khi mà các bạn ghi cái lượng dữ liệu trên 85% ở trên con SSD này, tức là còn khoảng 250GB nữa đó, thì tốc độ của nó dao động khá là thất thường, từ 40MB trên giây cho tới khoảng 600MB trên giây. Thì mình sẽ lấy một con số trung bình là khoảng 400MB trên giây. Và sau những gì mà mình có trình bày thì bạn sẽ thấy được là 400GB đầu tiên của con này bạn sẽ có một cái tốc độ đọc và ghi tối đa, nhưng mà sau đó thì nó sẽ có bị ảnh hưởng. Đó là cái tốc độ đọc và ghi khi mình chia sẻ cho các bạn khi mà mình sử dụng con NV2 với phiên bản 2T này. Còn đối với là phiên bản 1T á, thì tốc độ đọc ghi nó thì gần như tương tự so với cái con 2T này. Tuy nhiên nó chỉ khác ở một chỗ, đó chính là bạn sẽ thấy là cái con 1T nó chỉ có SLC cache thấp hơn là 88GB mà thôi. Và như các bạn có thể thấy được á, là tốc độ ghi
nó không có bị ảnh hưởng quá nhiều. Và với những anh em nào mà có copy file nặng thì anh em sẽ thấy đây là một cái lợi điểm rất lớn khi mà anh em so với NV1 sau khi hết cache. NV1 sau khi hết cache thì anh em chỉ có thể ghi vào bên trong con SSD đó với tốc độ vỏn vẹn trên 100 MB trên giây thôi, rất là tù. Nhưng mà thêm một cái lợi điểm đó nha, là cái tốc độ đọc của cái SSD này nó gần như không thay đổi khi mà anh em sử dụng cho những cái tác vụ load game nặng nè, rồi load project nặng, hay là anh em có sử dụng những cái tác vụ khác cần tới tốc độ đọc của nó. Thì như mình thấy đây là một cái nâng cấp rất là nhãn tiền của NV2 so với NV1. Và đó là mình có chia sẻ cho các bạn về tốc độ đọc ghi của SSD này, nãy giờ mình có nói rồi. Vậy thì có thêm nâng cấp gì hay không? Xin thưa các bạn là có, đó là độ bền. Cụ thể đây là chỉ số TP-dub, tức là số lần ghi xóa dữ liệu mà các bạn đạt được ở trên SSD NV2 này của chúng ta. Chúng ta có chỉ số cụ thể, đây là TP-dub của con này bây giờ đã được nâng cấp lên thành 640 TP-dub so với phiên bản tiền nhiệm, tức là nó gấp 1,5 lần so với NV1. Nếu như bây giờ bạn so với là một cái SSD trong xem mức giá của nó đi ha, là một con SN770, là một cái con đến từ Western Digital và tập trung rất nhiều vào độ bền á, thì bản 2T của con SN770 bạn sẽ có được 1200 TP-dub, con này thì 640. Nhưng mà nha, đối với mình á, đó không phải là một cái hạn chế của con này, tại vì 640 TP-dub vẫn là con số rất lớn. Giống như mình, cụ thể bây giờ mình quay những cái sụt này cho các bạn và copy vào bên trong cái con này và xóa đi một ngày khoảng 200GB trên giây, thì mình tính ra được một con số là mình phải xài nó tới tận 8 năm rưỡi thì con này nó mới có vấn đề về nan nhớ. Vậy nên đối với mình, 4 triệu cho một con SSD 2T sử dụng trong 8 năm rưỡi là đủ để cho mình có thể thu lại cái số tiền mình đầu tư kia cho cái SSD này. Một cái rất là wow đối với mình. Nhưng mà nếu bây giờ bạn so với lại những con như là SN770 thì bạn sẽ thấy là SN770 nó sẽ không có tốc độ cao bằng con này. NV2 của chúng ta, nãy giờ mình có nói cho bạn về ưu điểm rất nhiều. Vậy thì nó có một cái phần nào đó khiến cho mình lấn cấn hay không? Đó là về cái phần nhiệt độ. Cụ thể ở đây là mình trải nghiệm load file nặng này, copy file nặng vô trong con SSD này thì nhiệt độ của nó sẽ cao hơn 70 độ C. Còn nhiệt độ ít đồ của con này, tức là khi mà không làm gì á, thì cũng tương đối cao, trên 45 độ C. Và nếu như bây giờ bạn so sánh với những mẫu SSD khác, có những con rất mát dưới 35 độ C khi mà không làm gì, hay thậm chí dưới 30 độ C. Vậy nên đó là lý do mà bạn cần sử dụng một con mainboard có siêu tản nhiệt, cụ thể giống như là con ROG Speed Z790A Gaming Wi-Fi D4 mình đang có sử dụng ở đây. Đấy, thì nhiệt độ của nó sẽ tản nhiệt ra ở ngoài môi trường tốt hơn và nhanh hơn rất nhiều, đảm bảo chỉ hiệu suất SSD của chúng ta các bạn ha. Và đối với mình á, đó chỉ là một cái bất tiện và một những cái vụn vặt nhỏ nhỏ thôi. Và anh em có thể dễ dàng fix cái điều này nếu như anh em có những con mainboard có siêu tản nhiệt như thế này. Đấy, vậy thì tổng chung lại cho các bạn, sản phẩm NV2 của chúng ta năm nay có tốt hay không? Đối với mình vẫn là một sản phẩm có P trên P rất ngon và là điểm chạm đầu tay dành cho những em nào mà muốn build một con máy ở đó phải tiết kiệm tiền nhưng có hiệu năng tốt, bên cạnh đó là có cái độ bền tương đối là ổn áp để sử dụng qua thời gian lâu dài. Và hiện tại các bạn có thể thấy được là cái giá tiền của con này, nếu bạn so với giá tiền của NV1 năm ngoái lúc mới ra mắt á, là không thay đổi, và giá trị sử dụng của con này vẫn được giữ nguyên và vẫn được khẳng định trên thị trường. Theo như mình đánh giá nha, thì 8/10. Và bạn thấy gì về mẫu SSD NV2 năm nay của Kingston? Liệu đây có phải là sản phẩm đầu tay của bạn giống như mình hay không? Để lại comment phía bên dưới, chúng ta cùng bàn luận về nó nha. Hay bạn có sản phẩm nào khác muốn đem ra bàn luận và cũng như muốn tụi mình testing và cũng như là test thực tế cho bạn thì để lại comment phía bên dưới luôn, tụi mình đọc hết đó. Còn bây giờ thì cảm ơn bạn đã theo dõi video đến tận giờ phút này và cũng đừng quên để lại một like, một share, một subscribe như là một sự ghi nhận cho công sức tụi mình nha. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong video tiếp theo. Peace. Sao nghe tiếng gì như tiếng người máy hay cyberpunk đồ thứ ta. Ê, các bạn coi phim cyberpunk chưa? Giờ mình mới coi, đúng là lạc quẻ thiệt, nhưng mà hay. Giờ đi ăn cơm à? Đi thôi.